ổng ở trên chỗ khóm 4 phường 6 cũng còn dân bức xúc phản ánh với tôi. Cán bộ đi lấy mẫu là đeo găng tay, thọc cái bông vô mũi ông này xong rồi là không thay cái găng tay, cũng không khử trùng găng tay, lại thọc vô mũi ông khác. Trong khi là thọc vô mũi người này thì người đó phải bỏ khẩu trang ra rồi. Rồi là biết đâu có khi nhảy mũi nữa lại vô đây, thở cái giọt bắn nó vô tay này đây, vô găng tay này đây, rồi thọc cho ông khác hết vô đây, là dính liền. Tôi đề nghị là nơi nào các địa phương các ông chí cũng phải nhắc nhở cái này, lưu ý cho cái này, đặc biệt cái này. Và xin đưa là mỗi người cán bộ y tế mà hướng dẫn 5-6 người đứng ngồi đây nè, tự lấy mẫu thì ra được 5-6 cái liên tục và nó nhanh hơn mà nó an toàn nữa.